Chào các bạn, mình tên là Cao Đạt. Trong nhà mình có 5 người, mỗi người làm một việc. Anh mình thì đang quét nhà, lau nhà. Cha mình đang đeo đồ, giúp cha mẹ mình đeo đồ. Các bạn nhớ thích đồ và làm tiếp gia đình mình nhé.